Tiểu lắt nhát được định nghĩa là đi tiểu nhiều lần, mỗi lần một ít nhá. Tiểu lắt nhát được định nghĩa là đi tiểu nhiều lần, mỗi lần một ít. Đấy, gọi là tiểu lắt nhát. Khác với khái niệm tiểu nhiều nhá. Tiểu nhiều lần nó đi tiểu nhiều lần và mỗi lần nó đái rất là nhiều. Khi nó đi tiểu nhiều lần, mỗi lần nó đái rất nhiều và nó dẫn đến nó sụt cân, sụt ký đồ này kia, thì nó là những cái bệnh lý nội tiết như là đái tháo nhạt và đái tháo đường. Ha? Hoặc là em bé nó uống nước quá nhiều, đi tiểu nhiều thì đó là bình thường. Nhưng em bé uống nước bình thường, em bé đi tiểu nhiều lần nhưng mỗi lần một ít tiểu, nước tiểu thôi, thì mình gọi đó là tiểu lắt nhắt. Vậy tiểu lắt nhắt á, thì nó có mấy cái nhóm nguyên nhân sau. Nhóm nguyên nhân thứ nhất là em bé đó bị nhiễm trùng đường tiểu. Cái này nói chung cho cả con gái lẫn con trai nói chung nha. Thêm bé bị nhiễm trùng đường tiểu. Nguyên nhân thứ hai là em bé bị táo bón nặng. Nguyên nhân thứ ba đó là tiểu lắt nhắt do ám ảnh tâm lý. Nguyên nhân thứ bốn là tiểu lắt nhắt vô căn. Và nguyên nhân một vài cái nguyên nhân phụ khác, ví dụ em bé nó đi tắm ở bể bơi á, nó có clo nhiều, kích thích trên đầu lỗ sáo khiến cho em bé bị tiểu lắt nhắt. Bây giờ mình nói về từng thứ một để xem con mình nó rơi vào tình huống nào. Nhiễm trùng đường tiểu thì nó sẽ có hai cái hội chứng rối loạn đi tiểu và hội chứng rối loạn nước tiểu. Rối loạn đi tiểu nghĩa là em bé nó sẽ có đi tiểu đắt lắt nhắt này, tiểu buốt này, tiểu đau này, tức là đái buốt, đái đau, đái lắt nhắt nha. Mà buốt với đau thì hiểu thì em bé nó phải phản ứng, chứ mỗi lần đi tiểu nó khóc chứ, nó ré lên thì nó bụng chim. Rồi đấy là hội chứng rối loạn đi tiểu. Thứ hai là hội chứng rối loạn nước tiểu, nghĩa là nó có sự thay đổi về thành phần nước tiểu, là mình sẽ thấy tiểu đỏ hoặc là tiểu mủ đục. Ha? Đấy, thì bé nhà mình có hay không? Không có đúng không? Thì thế thì thường là không phải nhiễm trùng đường tiểu. Chắc ăn á, thì lấy nước tiểu nó đi xét nghiệm. Rồi, nhưng nguyên nhân thứ hai là táo bón, mà phải là loại táo bón nặng, tức là có rất là nhiều phân cứng khô ở trong trực tràng, nó làm cho trực tràng căng lên. Và trực tràng nó nằm sát với cái bàng quang, thì trực tràng nó sát với cái bàng quang, khi nó bị căng lên nó kích thích vô cái bàng quang và gây ra cảm giác mót đi tiểu thường xuyên. Mà bàng quang đáng lẽ là nó phải phần căng lên, nó phải chứa được khoảng 200, hơn 200ml nước tiểu thì nó mới gây ra cảm giác mót đi tiểu, và mỗi lần nó đi nó thải ra lượng đó nước tiểu. Nhưng bây giờ bàng quang nó mới tích được có vài chục mil thôi chẳng hạn, mà nó bị cái trực tràng kích thích vô liên tục thì nó cứ đi lắt nhắt vậy đó. Nhóm nguyên nhân thứ ba là tiểu lắt nhắt do ám ảnh tâm lý. Tức là em bé này nó có cái tâm lý, do suy nghĩ rằng nó bị bỏ lỡ một cái việc gì đó rất quan trọng ở trong toilet ấy. Và nó cứ nghĩ tới là nó sẽ mót đi tiểu, nó cứ nghĩ tới là nó mót đi tiểu. Ở đây là hoàn toàn là vấn đề, nó thuộc về vấn đề tâm lý, cái suy nghĩ của bé thôi. Và nó hay gặp trong cái giai đoạn mà em bé nó có sự chuyển đổi môi trường sống, hoặc là những cái stress mà tinh thần. Nhóm thứ 4 đó là tiểu lắt nhắt vô căn, nghĩa là khi loại trừ tất cả những nguyên nhân trên, thì cái nhóm tiểu lắt nhắt vô căn này thì nó cũng gần giống như tiểu lắt nhắt do ám ảnh tâm lý vậy thôi. Thì hai cái đó thì nó cũng lẫn lộn vào với nhau. Người ta gọi là tiểu lắt nhắt vô căn, nghĩa là không tìm thấy nguyên nhân gì nhưng chắc chắn là lành tính và sẽ tự hết. Thường là sẽ không quá 3 tháng. Thường là sẽ không quá 3 tháng. Còn ngoài đề ra một số nguyên nhân nó kích thích vào lỗ sáo, hóa chất, ví dụ clo trong bể bơi thì cái đó mình không nói. Bây giờ điều trị thì nếu như nhiễm trùng đường tiểu, khi có bằng chứng trên xét nghiệm thì mình phải điều trị kháng sinh tùy mức độ nặng nhẹ, tùy vị trí nhiễm trùng đường tiểu. Ví dụ viêm bằng quang nhẹ đôi khi uống nước nhiều nó cũng tự khỏi nữa. Rồi nhóm nguyên nhân táo bón thì phải điều trị táo bón. Rồi tiểu lắt nhắt vô căn và tiểu lắt nhắt do ám ảnh tâm lý, thì cái thứ nhất là mình phải xem trong cuộc sống của nó có xáo trộn gì hay không, nó có bị sang chấn, nó có bị stress về mặt tinh thần hay không. Nếu có, xoa dịu cái stress của bé đi, loại trừ tác nhân stress đi, lặp lại cái sinh hoạt hàng ngày cho nó. Và mình bắt đầu mình phải tập luyện. Tập luyện cái gì? Tập luyện là khi mà mình thấy rằng em bé nó vừa mới đi tiểu xong, mỗi lần nó đi tiểu thì mình dặn bé hoặc mình đứng cạnh bé mình nói là con tiểu đứng lâu lâu một chút, con tiểu cho hết đi, để đảm bảo là sure là nó tiểu hết ha. Rồi sau đó ra chơi với nó, và khi ra chơi với nó mới được 5 phút 10 phút thôi nó lại đòi chạy đi tiểu nữa, thì lúc đó mình sẽ đánh lạc hướng bé đi. Mình sẽ đánh lạc hướng bé đi, hoặc mình bảo con cố nhịn thêm một chút nữa, bây giờ mẹ với con chơi với nhau cái trò này đi, khoảng 5 phút 10 phút mình chơi xong mình đi tiểu nha. Đó là mình dùng cái liệu pháp câu giờ ấy. Mình phải câu giờ và cố gắng giãn ra ít nhất là 2 tiếng. Mình giãn từ từ, mới đầu có thể được 30 phút, sau đó tới có thể nhịn được đến 1 tiếng, rồi sau đó 2 tiếng. Thì đa số là cái trường hợp tiểu lắt nhắt này nó cũng sẽ hết và kết thúc trước 3 tháng. Còn trong trường hợp tiểu lắt nhắt kéo dài quá 3 tháng thì mình cần phải đi khám.
tức là đã bị tiểu lắt nhắt là mình đã phải đi khám rồi để bác sĩ xem có bón hay không này, có nhiễm trùng tiểu hay không, và bác sĩ bảo ok không phải đâu con, đi về nhà đi, nó chỉ là tiểu lắt nhắt vô căn thôi. Thế thì về nhà mình bắt đầu mình luyện như vậy, nhưng dù mình luyện mà mình thấy nó không cải thiện và tình trạng này kéo dài quá 3 tháng thì mình cũng phải đi khám, nhớ nhá. Rồi hết, đó là về táo bón, à sorry, về tiểu lắt nhắt là như vậy đó.